À, xin chào quý vị đã trở lại với kênh. Hiện tại chính đang có mặt tại một cái nơi mà có một cái chiếc xe rất là độc lạ cả nhà. Có chiếc xe này là bị nguyên một cái cây đa luôn, là ôm chùm chiếc xe, ôm chùm kính chiếc xe này luôn, như mọi người đã thấy không, mà suốt 30 năm qua luôn đó. Và đặc điểm đặc biệt là chiếc xe này là hồi mà lúc đầu mà khi mà nó ở dựng cái gốc đa này là lúc đó giá trị rất là cao nha cả nhà. Giá trị là tương đương với 1.000 con vịt ở thời điểm đó, có nghĩa nếu mà quy theo cái giá trị thời bây giờ là nó phải tầm 100 mấy 200 triệu, và tương đương với một chiếc xe SH luôn nha cả nhà. Đó, mọi người thấy không, 30 năm rồi, mà thời 30 năm cách đây 30 năm mà lúc đó hả, chính còn đi xe đạp nữa. Nói chung là ai nhà ai có chiếc xe máy là phải nói là rất là quý luôn đó. Đó, nhưng mà đây là chủ nhân là để quên chiếc xe bên cạnh cái gốc đa suốt 30 năm, và bây giờ là mọi người, như mọi người thấy không, là nghĩa là chiếc xe với lại xe đa là nó đang xen nhau nhau luôn đó, nè đó, rễ đa nè, nó xem cái nó bao trùm luôn kính luôn, gần như là nút chọn chiếc xe luôn, rất là độc lạ luôn cả nhà, có 102 luôn. Rồi bây giờ chính mời mọi người tiếp tục theo dõi nha cả nhà. Đây mọi người thấy không, đây là cái bà gà nè. Đó, cái bà gà này nó nằm xuyên qua bên nó đâm xuyên qua cái gốc đà luôn, mọi người thấy không đó, in hằng luôn nè, này chỗ này nè, đó cái cây đa là nó bao trùm luôn cả cái bà gà luôn không, đó còn cái biển số xe nè, nó bị số xe 61 ở Bình Dương cả nhà, còn bị xe số mô biển xe là bị hả che hết, nó muốn gần hết luôn nè, bóng đèn ha. Đây qua bên này nữa cả nhà, đó đây 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 đây, ồ, nhìn rất là ảo luôn. Đây cái chân này, chân cái đồ để chân này không nè, đó không, cái đó là để vô số đó. Ừ thì cái đồ vô số đó, đây không, cái đà nó ôm trọn luôn nè, đó đây hộp số ha, nhìn rất là độc lạ luôn, nó là 30 năm đi trôi qua rồi. Đây đó cái bánh xe còn có một nửa đó. À, đây là hiệu Yamaha nha cả nhà. Đó, cái xe này hiệu Yamaha. Đó. À, mọi người thấy không? Đây là theo dấu ấn thời gian nè. Hai cái bóng đèn. Đó, cái bóng đèn này là do nó gần ở ngoài, nó lộ ra bên ngoài cho nên là nó bị mờ, nó theo dấu ấn thời gian á, nó mờ hơn mấy cái bóng đèn khác. Cái bóng đèn kia thì nó nằm bên trong thì nó ít bị chói nắng, cho nên bị mặt ánh nắng mặt trời, cho nên là bóng đèn nó còn nhìn nó còn mới hơn. Đó. Đây ha. Ủa cái bugi còn cái bugi bu chè hết luôn nè. Ở đây đây là cái lốc máy nè. Ờ đây 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 đây, đây cái bugi bị chè này xin lấy nè. Đó, cái bugi vẫn còn nha cả nhà. Đó. Đây lốc máy ha. Cái này bị xỉ xét rồi. Cái chỗ mà để ống khói không? Ống khói. Khói bị xét rồi. À, mọi người thấy ha. Đây. Đó đây. Chỗ này khóa xăng à, mình xăng có chỗ ha. Thì gọi là đây chuyền chống, chuyền chống người nhìn cũng còn ngon lành nha cả nhà, lò xo cũng vẫn còn tốt nha, đó đồ đi chống vẫn còn tốt nè. À, còn mấy chỗ này thì dấu ấn thời gian thì nó bị xét rồi, đó cặt tè cũng xét luôn rồi nè, tè cũng, nhưng mà nhìn cũng còn mới, phía trên này mới nè, cặt tè phía trên này còn mới ha. Đây sao cái yên xe này nó bền dữ ta, không nghĩa là mặc dù là nó cũ rồi nhưng mà nó không có bị mục ha. Đó là phải nói là tại vì thường á, những chiếc xe mà ở cách đây mấy chục năm về trước á là cái chất lượng người ta làm rất là tốt vậy cả nhà, là lúc đó người ta là chưa có sự cạnh tranh nhiều giữa các hãng, cho nên là người ta làm cái nguyên liệu á, là cái những cái nguyên liệu người ta làm phải nói là rất là bền và chắc đó. Rồi sau này nhiều khi là do cái giá cả thị trường, cạnh tranh thị trường á, thì người ta thêm bớt bớt giảm cái chất lượng đi, chứ thường là lúc là những xe đầu rồi phải đó rất là bền luôn. Còn coi đây. Cái đầu trên đầu đây à, cái vỏ xe vẫn còn vỏ xe vẫn còn, mặc dù là nó xẹp rồi vỏ xe bị xẹp cũng còn là rất là ngon nha. Đó đây cái đa này khá là bự luôn nha, cái đa này là mà mấy chục năm thì nó có trước chiếc xe dựng đây luôn, chiếc xe dựng ở đây là có 30 năm thì tất nhiên là chiếc cây đa nó sẽ có trước chiếc xe
trước khi dựng chiếc xe ở đây thì nó đã có rồi. Đây cây đa này là tuổi thọ là chắc cũng phải 5-70 năm rồi nha cả nhà. Nào đây lì lì cái lì cây đa. Cây đa này là người ta đã từng cưa phía trên này không? Ta cưa hết cho nên là nó thì cưa tới chỗ này nè, tầm cao khoảng chừng 4 mét gì đó. Ở phía trên là nó mọc nhánh là thôi. Chứ cây đa thật ra là nó rất là to nha mọi người thấy không? Đây. Mọi người thấy là cây đa này là cái bề ngang của nó là dài chiếc xe mà. Đó chiếc xe là đã gần chiều dài của chiếc xe là cả 2 mét rồi. Mà cây đa này là cái bề ngang của nó là bằng chiếc xe luôn. Vậy chứng tỏ là cái bề ngang của chiếc cây đa này là cái đường kính của nó là khoảng 2 mét. Đó không? Mọi người thấy rất là độc lạ luôn. Mà cây đa này rễ của nó nhìn rất là không? Rễ của nó quá trời rễ luôn. Đó, rễ nó đang xen cái tường gạch nè, phủ lên kính tường gạch luôn không? Đó. Phải nói là rất là độc lạ đấy nha. Chiếc xe này là chiếc xe hiệu Yamaha đời đầu mở thị trường Việt Nam cách đây hơn 30 năm. Đó. Thì thời đó là cái nhà nào có được một chiếc xe cúp cánh én hay chiếc 67 á phải nói rất là quý luôn. Thường là cả xóm cả xã mới có được thấy lâu lâu mới có một chiếc xe máy đó. Cho nên là phải nói là chiếc xe này thời đó rất là quý. Đó. Nhưng mà độc lạ nữa là chủ nhân là lại để quên, không biết là như thế nào là gọi là vô tình hay là cố ý nên là để quên. Đấy, phải nói là chiếc xe nó trở thành một kiệt tác đó nha cả nhà. Đó, bây giờ nó trở thành một kiệt tác rất là độc lạ luôn, có 102 luôn đó. Bây giờ mình đi tìm đâu cũng đâu thấy có một cái bối cảnh như thế này. Đó là một chiếc xe máy được lồng vào cái gọi bộ rễ đa đó, mà có dấu ấn thời gian là 30 năm đó. Bây giờ ai mà muốn bắt trước là cái thì phải đợi 30 năm sau mới có được một tác phẩm như vậy. Có thể là có liền nhưng mà cái không có được cái dấu ấn thời gian đó. Quan trọng là cái này là tác phẩm này đã nó có dấu ấn thời gian là ba tồn tại 30 năm rồi đó. Nó là rất là độc lạ luôn. Cái này mà thêm mấy chục năm nữa chắc cái rễ nó ăn hết luôn cái cây xe. Nếu mà hiện tại thì chúng ta vào thời điểm này chúng ta quay được cảnh này là nó vẫn còn thấy chiếc xe nha. Nếu mà chừng 20-30 năm nữa là cái đa nó bao phủ hết luôn rồi, lúc đó là chúng ta muốn quay được cái cảnh này cũng khó, lúc đó che hết rồi, che không thấy chỗ nào để mà mình review. Đó. Nó là đây, cầm nó cũng còn tốt lắm cả nhà. Ủa đó. Nè, vậy thắng vẫn còn tốt. Nhưng mà cái đồ thắng thì do lâu quá, lâu năm quá là nó gãy luôn rồi. Đó nè. Ồ đồ điện vẫn còn nè. Đó dây điện, công nhận dây điện này là bền dữ vậy ta. 30 năm mà nó không có bị mục ha. Chiếc này chắc 50 phần khói ha. Cỡ 50 phần khói. Thường mấy cái này tương đương với mấy chiếc cánh én á. Cánh én này nọ. Cánh én thì của Honda, còn cái này thì của Yamaha. Mấy chiếc cúp này nọ. Mấy chiếc cúp, mấy chiếc đam đó. Rất là độc lạ luôn ha. Mọi người thấy là đây là nhìn từ xa đi. Ở nhìn từ xa mình mọi người thấy là tổng thể là chiếc xe này là nó được bao trùm đan xen. Để là xe trong rễ đa và rễ đa nằm xen trong chiếc xe, nó luồn lách qua những khe hở của chiếc xe là có thể thấy được chỗ thấp thoáng thì chỗ thấy xe chỗ thấy nút đai nên là nhìn nó rất là đẹp luôn. Nó phải nói là tác phẩm độc lạ có 102 luôn cả nha. Vậy là thời điểm đó là chiếc xe này tương đương với một chiếc SH hả? Tại thời điểm đó là nó tương đương với, theo chủ nhân chia sẻ là nó tương đương với 1.000 con vịt. Mà 1.000 con vịt, bây giờ mình quy theo thời giá bây giờ đi. Một con vịt bây giờ thì cũng tầm 100-200 ngàn. Đó thì giờ 1.000 con vịt thì tương đương với 100-200 triệu. Đúng rồi. 100-200 triệu thì tương đương với chiếc SH rồi đó. Nói chung là trong cái dạng xe máy là nó là tương đương với chiếc SH luôn. Đó cho nên mà phải nói là một gọi là tài sản rất là lớn, nhưng mà chủ nhân lại rất là gọi cho chủ nhân phải nói là chơi lớn luôn, là để mà lãng quên luôn, để bỏ quên bên nút đà luôn. Mặc dù là chủ nhân đi ra đi vô hàng ngày nhưng mà vẫn để quên nên nó lạ cho đó. Biển số bây giờ biển số vẫn còn vô, nhìn không thấy luôn chứ. Thấy được số 61 thấy được số 61 61 Bình Dương. Còn ở dưới là không thấy luôn nha. Thấy à. Còn chỗ này nè, rồi cái đuôi xe nào giờ mất tiêu rồi không thấy luôn nè. Giờ nó kín luôn, còn thấy lòi nó vô. Ủa cái này bằng sắt à, bằng kim loại mà nó không bị sét nha. Nó không bị sét máy mà nó vẫn còn tốt lắm nè. Chắc.
chỗ này nhìn thấy mọi người thấy là rễ đa nó chằng chịt luôn. Nhìn phải nói là độc lạ có 1 không 2 luôn đó nha. Nếu quý vị thấy video thú vị thì hãy cho Chính xin một like và bấm nút theo dõi nha cả nhà, để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất. Kênh chuyên quay về độc lạ thì có cái gì độc lạ hay thì Chính sẽ đăng trên kênh. Cho nên và quý vị cũng đừng quên ủng hộ, hãy ủng hộ kênh bằng cách chia sẻ video để cho nhiều người biết đến cái thông tin độc lạ này nha cả nhà. Chiếc xe gọi là bên bộ rễ đa suốt 30 năm có 1 không 2 luôn đó. Nhìn này rất là đẹp luôn ha, nhìn phải nói là rất là lạ luôn. Lần đầu tiên Chính mới thấy luôn á. Thì bây giờ hiện tại thì trước giờ thì Chính cũng đã từng thấy là người ta sau này người ta hay chơi gọi là món sai nghệ thuật á, là người ta hay để những cái lưu, đúng rồi, cái lưu với hoặc là những cái bình sứ ta để trong những cái cây mà nó có nhiều rễ đó, là cái bộ rễ nó sẽ bao trùm luôn cái lưu với cái chùm đó thì thấy nhiều. Nhưng mà chiếc xe thì mới thấy, nói chung là cái lưu với mấy cái chùm này cái giá trị nó thấp đúng không, còn cái này chiếc xe mà cái lưu là... thì giá trị nó thấp cho nên là người ta dễ dàng ra chơi. Còn cái chiếc xe cả một gia tài luôn à, mấy ai mà dám bỏ tiền nguyên chiếc xe để mà giống như bây giờ mà ai nếu mà tính đời tương đương chiếc SH, bây giờ mấy ai dám bỏ chiếc SH ra mà bỏ vô cái bên cạnh cái bộ rễ đa này cho nó chùm giống vậy đó. Đó là cho nên là rất là hiếm luôn, phải nói có 1 không 2 ở Việt Nam luôn cả nhà. Đó là đây, mọi người thấy không, bộ rễ đa cây đa thì nó rất là xung xuê rồi nó bề thế ha. Đó. Nhìn bề bề ngang nó biết rồi, bề ngang là phải trên 2 mét đó, hồi nãy Chính nói 2 mét là phần phía dưới góc thôi, phía trên là cái này nữa nè, nó là rất là độc lạ luôn. Để Huy Gia ra đây quay cao toàn cảnh cho quý vị xem ha. À. Đây. À. Cao lắm, cao. Cái đa nếu mà cái đa này nếu mà không có tỉa cái phần ngọn á, có thể bây giờ nó cao chắc phải mấy chục mét. Do người ta tỉa bớt để thì nó chỉ lên cái phần nó nhú lên những cái cành lên thôi đó. Để giữ lại cái bộ gốc đó. Thì chiếc xe phải nói là có 1 không 2 luôn. Đây, mọi người thấy không, đây nè, họ nhìn chỗ này mới vi diệu nè đó. À, cái chỗ cái đồ nè, cái bẩn ha đó, chỗ này nè ta để nè ha đó, nó nuốt cái đà này nó muốn mất tiêu luôn nè, thấy không, cái thanh sắt này nè nó chìm vô trong cái thân đà này luôn. Nó bây giờ còn quay được chứ 30-40 năm nữa là coi như là khỏi thấy chiếc xe luôn. 30-40 năm nữa, chiếc xe là cái gì là gốc đa là nó lớn mà nó thêm rễ á, nó mọc qua thêm á, đúng rồi, sẽ che hết. Tại vì cây đa nó càng ngày nó càng phát triển mà đó. Còn chiếc xe thì nó vẫn là vậy thôi, chiếc xe thì vẫn đứng vẫn nguyên như cũ đó. Còn cây đa thì nó càng ngày nó càng lớn, nó càng phát triển thì có thể là càng nhiều, càng ngày càng nhiều rễ hơn. Bây giờ mà chiếc xe này lấy ra chung tu rồi chạy được không? Đâu cái này nhìn vi diệu không, nè đó nè, cái chống đứng đúng không, cái chống đứng nè là cái thần đà nó che kín luôn nè, không sắp mất luôn, sắp mất luôn rồi đó. Nó chỉ nhú là cái ở phần đuôi thôi, nhú ở phần đuôi nè, nè nguyên chân chở nè, đây nhìn rất là vi diệu luôn, coi như là nhìn thấy là không thấy cái chân trống đâu luôn á, nó chỉ như nhú nhú là chút xíu cho mình thấy thôi. Chỗ này là mục hết luôn rồi, mục. Cái xe này là màu xanh xám à, xanh lật lợt, rất là độc lạ luôn nha quý vị. Cái dè rất là tốt, dè bằng chắc rất tốt là bằng nhựa, bằng nhựa nhưng mà nó rất là bền ha. Phần này là phải còn nhìn còn EC luôn. Mới. Bây giờ lấy ra để trùng tu chạy được không? Sao lấy ra được? Bây giờ cái rễ cây nó bám nó dính vô lấy ra cũng hơi khó đó, không phải giỡn đâu, gọi là nhiệm vụ bất khả thi á, bất khả thi lấy ra cũng không lấy được. Nhưng mà với lại cũng có nhiều bộ phận á, nó bị một rồi à. Ví dụ như bình xăng hoặc là gì thì nó muốn sử dụng là phải thay thế,
mà nghe nói là cái tác phẩm này nguyên bộ để đa, với lại cái xe này đâu là có nhiều có người trả tiền tỷ mà chủ nhân chưa bán nữa nha. Tại đây giờ là một kỷ niệm thời trai trẻ của chủ nhân, là nghe nói vậy thôi, nhưng biết sao để chính một chút nữa có gặp được anh chủ ở đây thì chính hỏi ở trên thông tin để mình biết thêm. Nghe nói là tiền tỷ mà anh chưa bán cái bộ này thì có nhiều người ta thích, là thấy hay quá, người ta muốn mua về để trưng bày gì đó. Thì bây giờ nếu mà tính, nếu bây giờ tính ra ví dụ như 30 năm trước mà 200 triệu mà tính ra mà cái lãi nào mà tính ra cái giá trị nó ghê luôn. Mà gửi ngân hàng là giờ nó tiền tỷ. 30 năm mà. Rất là độc lạ luôn. Có 102 luôn cái nha. Phía ngoài này thì cái đèn nó giờ nó tiếp xúc với hai chào chú ạ. Chú cho con hỏi là chú thấy chưa, thấy chú đang đứng nhìn chiếc xe này, chú thấy chiếc xe này độc lạ không chú? Chiếc xe này là chú ăn dịch ở đây cũng mấy chục năm rồi mà chú thấy chưa có cái gốc cây nào mà để mà cái xe này nó cũng lâu đời lắm, chú thấy hiếm thấy lắm, nó thuộc về dạng độc lạ nha. Mà chú thấy ở Việt Nam có chiếc xe thứ hai không chú? Chú chưa từng thấy luôn. Chú chỉ có thấy lần đầu tiên là chú thấy ở cái quán dịch này thôi. Chú giờ này quá độc lạ luôn ha chú ha. Quá độc lạ luôn, hiếm có cái này thuộc dạng hàng hiếm. Mà như là chiếc xe dạng này, xe này mấy chục năm trước là giá trị lắm hả chú? Xe này hồi trước giá trị lắm, hồi thời mấy chục năm trước đó, là đâu có mà nhiều cái loại xe như vậy đâu. Cái này kiểu muốn dân chơi rồi mới bỏ vô đây. Nó dám mà bỏ vô cho gốc cây. Dạ. Độc lạ có 102 luôn hả chú? Có 102 luôn. Chú cũng chưa thấy. Chưa từng thấy luôn hả? Đi ăn cũng nhiều nơi, nhiều chỗ mà chưa thấy được cái xe dưới cái gốc cây vậy. Lần đầu tiên chỉ thấy một rồi. Đây là quá độc lạ luôn hả chú ha? Những cái quán cà phê cổ cũng lâu đời mà chú cũng có uống rồi mà cũng chưa thấy. Chỉ có thấy cái quán này thôi. Rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Rồi.